Tiếp chapter 105, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy giúp em một đăng ký để kênh sớm đạt nút bạc nhé. Tiếp phần trước. Lát sau, ở nhóm đầu tiên, thủ lĩnh Phượng Minh Phong với thủ lĩnh Đỉnh Thần Loan tranh tài, vì không thể điều khiển kiếm, chỉ có thể sử dụng thân pháp cơ thể. Người xung quanh trầm trồ, nhanh ghê, không hổ danh là người được trưởng môn chỉ định, quả thực là thiên tài kiệt xuất nhất của Thanh Lam Tông trong trăm năm qua. Lâm Tiêu gãi đầu, Trúc sư muội nhường rồi, ta cũng không thể đánh bại muội được. Trúc Uyển Ninh mỉm cười, đại sư huynh, Vạn Ninh kém cỏi rồi các sư muội khác có chút lo lắng đại sư huynh lâm tiêu trấn an được rồi các sư muội các muội hãy hiểu cho huynh đi huynh trước giờ không hề có nắm chắc được cái gì cả tiêu hồng lăng căn dặn tiêu nhi sốc hết toàn lực càng tốt con đã thắng trong cuộc thi ngũ mạch được thái vũ chân quân đánh giá cao con đã là người đứng đầu trong thế hệ trẻ uy tín của dòng dõi đỉnh thần loan của ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi một cuộc thi nhỏ như vậy hiểu không còn nữa chiêu say tiên thưởng nguyệt của con quả thực là một chiêu thức di chuyển cực kỳ ưu việt nhưng nó chỉ thích hợp khi đối mặt với kẻ địch trước mặt trận chiến không thích hợp để tranh giành tốc độ với người khác và thể hiện sự hung hãn của mình. Lâm Tiêu bật cười, sau khi thức tỉnh trong đại hội võ thuật ngũ mạch, trong một đêm đã nạp đầy đủ tất cả các kỹ thuật cần thiết. Trong số đó, có một kỹ thuật di chuyển chủ động cũng tuyệt vời như bị động say tiên thưởng nguyệt, sư tôn. Người chẳng lẽ thật sự nghĩ con đang nấu nước tương trong suốt mấy năm qua thôi sao? Những chuyện người không biết thì vẫn cứ yên tâm đi, sư tôn tuyệt vời của con. Nói rồi Lâm Tiêu từ trên cao nhảy vụt xuống, Diệp Thần và các đệ tử kinh ngạc. Đám đệ tử thì hò reo, mẹ nó, nhanh thật, đỉnh Diệp Thần bực tức, kỹ năng thế này, tên lâm tiêu thật sự không hề đơn giản mình không thể để hắn ta đi nữa sau khi vào kiếm mộ tìm kiếm quý nhân mình sẽ cầu xin sự chỉ đạo của cô ta để tiêu diệt hoàn toàn tên này tiêu hồng lăng tiến lại gần tiêu nhi kỹ thuật lôi này con luyện ở đâu ra vậy lâm tiêu đưa ra một bông hoa khoan hãy nói sư tôn cho người tiêu hồng lăng ngập ngừng đây là hoa thiên tâm lâm tiêu đắc ý đồ nhi nghĩ rằng sư tôn chắc chắn thích nó nên đã tùy tiện hái nó đi khi con đi lấy chiếc nhẫn sắt con thấy một bông hoa thiên tâm đang nở trên vách đá gần đây con đã trồng loài hoa này trong ngôi nhà gỗ của sư tôn khi con đến thiên nữ nhai để tỏ lòng kính trọng của con tiêu hồng lang đỏ mặt tiêu nhi con có lòng như vậy vi sư cũng rất là vui sau đó cô quay ra nói với mọi người như các vị có thể thấy người chiến thắng đã được quyết định trong cuộc so tài giữa cháu trai lâm tiêu của đỉnh thần loan và Trúc vạn ninh của phượng minh phong lâm tiêu đã thắng trong nhóm này đỉnh thần loan được ưu tiên vào kiếm mộ xin mời nhóm tiếp theo long thủ phong thủ lĩnh từ chính khanh và thiên đảng phong thủ lĩnh diệp thần quyết định thứ tự trí khanh có chút mất bình tĩnh diệp thần đứng ra can ngăn từ sư huynh đừng hoảng chi bằng sao không để sư đệ tới trước sau khi sư đệ tiến lên thi chỉnh kỹ năng từ sư huynh có lẽ sẽ không cần chơi lại nữa trí khanh dò hỏi diệp sư đệ nói vậy có ý gì những người xung quanh bàn tán từ sư huynh mặc dù bụi bặm trong đạo giáo mấy năm gần đây không có tiến bộ gì tốt nhưng là một người lương thiện đồng thời cũng là tộc trưởng long thủ phong trong dòng tộc của mình là người đứng đầu trong năm tộc trưởng diệp thần sao dám hạ nhục huynh ấy như vậy sư phụ của trí khanh tức giận lời nói của tên diệp thần kia thật quá kiêu ngạo rồi cháu trai diệp người tu tiên là phải bình tĩnh không được có hành vi nóng này ngươi có tính nóng ngông cuồng như vậy làm sao đạt được con đường của mình viên sư đệ đệ còn không mau quản thúc và dạy lời ăn tiếng nói cho đồ nhi của mình đi đồ nhi vi sư hỏi con con có tự tin mình có thể đánh bại diệp thần trong cuộc thi này không trí khanh nói đồ nhi không giấu gì vi sư đồ nhi cũng không chắc nắm phần thắng sư phụ anh ta thở dài thân là truyền thừa chính của long thủ phong sau này thật sự sẽ bị người khác coi thường sao bỏ đi với tư cách là truyền thừa chính của giáo phái long thủ phong ta nên từ bỏ cơ hội với sự hào hiệp và hào hùng đây là ưu tiên hàng đầu khi vào kiếm mộ long thủ phong của ta không tranh cũng được viên giật bật cười nhờ có sư huynh và cháu trai tử đệ tử của ta là diệp thần xấu hổ mà tránh sang một bên ta thực sự sợ hãi người xung quanh xôn xao kể từ khi khương nguyên của long thủ phong bị ngộ đạo nhai trừng phạt từ mười mấy năm tới danh tiếng của long thủ phong giảm sút bây giờ các chi nhánh khác đều có thiên tài đến địa vị của chi nhánh chính long thủ phong có lẽ không được đảm bảo diệp thần đang mải cười thì khương nguyên xuất hiện Khương Nguyên ta đã 60 năm không đặt chân đến Trần Thế, ngươi thật sự cho rằng ta Long Thủ Phong không còn người sao? Lâm Tiêu chào hỏi, "Lão Khương, lâu rồi không gặp, trông người đẹp hơn hẳn." Khương Nguyên nhanh chóng tiến về phía Diệp Thần, "Tiêu sư đệ, lâu không gặp, Diệp sư đệ, ngươi cũng đã lâu không gặp." Diệp Thần bị dọa sợ, "Là hắn ta, người trong Thường Lan Thành, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, sao hắn ta vẫn chưa chết vậy? Không chỉ vậy, hắn còn là thủ lĩnh huyền thoại Khương Nguyên của Đệ Nhất Phong, vì thế cho nên đại vu giáo đại vu chủ cũng là do hắn giết chết sao?" Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác, yêu mọi người, donate càng yêu.